hòa với xu thế chuyên nghiệp hóa bóng đá. Trước trận đá bù vòng 3 V-League giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An chiều ngày 5 tháng 4, khu vực khán đài B sân Thống Nhất đã được lắp mới hơn 6.700 ghế ngồi. Khu vực khán đài C và D sẽ được phủ kính ghế vào cuối tháng 4. Bên cạnh đó, hệ thống dàn đèn của sân cũng đã được đổi mới. Nếu như trước đây công suất chiếu sáng chỉ đạt từ 900 đến 1.200 lúp, thì thời điểm hiện tại công suất chiếu sáng đã đạt từ 1.500 cho đến 1.600 lúp, hỗ trợ tốt hơn cho các cầu thủ khi thi đấu vào buổi tối. Đây là kế hoạch chung của ngành thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã được duyệt từ năm 2017 và chúng tôi đã tiến hành lắp ghế khán đài giai đoạn 1. Chúng tôi lắp khán đài BCD và đã cải tạo, nâng cấp, sửa sang và sơn lại mới các mặt khán đài và lắp ghế khán đài BCD. Giai đoạn 2 chúng tôi sẽ làm tới khán đài Phú A, gồm có A1, A2, A3 và A4, A5. Mặt cỏ sau khi V-League năm 2017 kết thúc, chúng tôi đã tiến hành cải tạo mặt cỏ. Và hiện tại vì có mặt cỏ hiện tại mà được các đội đánh giá tương đối tốt để phục vụ cho thi đấu giải V-League năm 2018. Ngoài ra, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống biển quảng cáo điện tử. Hệ thống này sẽ thay thế hoàn toàn các biển quảng cáo kiểu cũ mà người hâm mộ vẫn thấy trong các trận đấu V-League trước đây. Sự xuất hiện của hệ thống mới này được kỳ vọng sẽ làm tăng hiệu quả truyền thông, nâng cao hình ảnh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy đây là một bước tiến quan trọng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hay V-League nói chung trở nên chuyên nghiệp hơn.